Welcome. Kính chào quý phụ huynh. Sở học chánh Rochester đang hoạt động như thế nào? Sau đây là 5 thông tin chính mà quý vị phụ huynh, học sinh và tiểu cộng đồng người Việt của chúng ta cần quan tâm trong tháng 3 năm 2021. Điều 1. Cập nhật về xây dựng trường ốc. Sở học chánh Rochester đã và đang xây dựng thêm trường tiểu học và trường trung học cơ sở mới. Bắt đầu mùa thu năm 2021, học sinh Bishop sẽ được học ở trường mới Overland. Khi cơ sở Bishop hoàn tất việc xây dựng mới lại, thì học sinh của Bishop sẽ được trở về trường. Học sinh Longfellow vẫn học tại trường của mình, trong lúc cơ sở mới của Longfellow sẽ được tiếp tục xây dựng ở bên cạnh đó. Trường Friedel hoạt động cho đến năm 2022. Sau đó, học sinh của Friedel sẽ được chuyển qua học tại các trường phổ thông trung học cơ sở trong khu vực gần nhà. Cho đến lúc đó, trường Friedel vẫn sẽ tiếp tục nhận đơn xin học tại trường này cho niên khóa 2021-2022. Điều 2. Phân khu vực hợp lý cho túc số hiện diện học sinh. Có thêm cơ sở trường mới, luôn cần phải có sự phân bổ uyển chuyển theo yếu tố của túc số học sinh hiện diện. Tháng 4 năm 2021, Sở học chánh sẽ trưng cầu ý kiến của cư dân trong học khu để phân chia khu vực thật hợp lý cho sự phân bổ dân số của cộng đồng chung. Chúng tôi cần lắng nghe ý kiến của quý vị phụ huynh, mong quý vị sẽ đóng góp ý kiến trong tháng 4 sắp tới. Điều 3. Trung học mở cửa lại. Bắt đầu ngày 5 tây tháng 4, học sinh trung học trong học khu Rochester sẽ đi học lại bình thường 5 ngày một tuần và học đủ theo thời khóa biểu 8 tiết một ngày. Giờ vào học là 7:40 buổi sáng và giờ tan học là 2:00 buổi chiều cho trung học cơ sở và 2:30 chiều cho trung học phổ thông. Nếu quý phụ huynh đã chọn cho con em vẫn học theo cách giãn cách online thì vẫn có hiệu lực. Xin liên lạc với nhà trường để xác nhận cách học tại gia mà mình đã chọn. Điều 4. Về dịch bệnh, kỳ nghỉ xuân đã đến gần. Gia đình học sinh sẽ có dịp đi nghỉ ngơi và như thế những nguy hiểm lây lan dịch lại sẽ tăng. Chúng tôi không mấy khuyến khích gia đình, phụ huynh và con em học sinh đi du lịch xa hoặc ra ngoài nước Mỹ. Nhưng nếu chọn cách đi xa và ra ngoài nước Mỹ thì xin chấp hành các khuyến cáo của cơ quan trung tâm phòng dịch CDC như kiểm tra nhiễm sau khi trở về 3 đến 5 ngày, giữ cách ly 7 ngày và nếu bị dương tính COVID thì tự cách ly 10 ngày sau khi trở về. Điều 5. Nhu yếu phẩm và phần ăn sáng cũng như trưa. Các phần ăn và nhu yếu phẩm vẫn được phân phát cho học sinh học theo cách giãn cách. Ngày giờ và địa điểm phân phát vẫn như thông tin tháng 2. Xin nhắc nhở quý phụ huynh hãy điền đơn lợi tức để con em của mình được bớt giá hay miễn phí phần ăn tại trường. Trân trọng cảm ơn và kính chúc quý phụ huynh những ngày xuân ấm áp. Trân trọng kính chào.